Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa team Khoa Stella là Phổi Vĩnh Long nha mọi người. Dạ, thằng lành bảo an. Để cho Vĩnh Long 1-0. Dẫn đi. Để cho cặp thay cánh thư 1-0. Chủ nhà nha mọi người, xin lỗi nha. Anh em thông cảm nha, nãy đột lộn nha. Chủ nhà Khánh Thư và anh em Phổi câu lạc bộ Phổi Vĩnh Long. Cú quyết chuyển khoản công ba, người ta trái luôn. Mong tốt. Cú quyết chuyển khoản công ba, người ta trái luôn á. Điểm cho cà phê Khánh Thư 2-1. Người ta trái luôn. Người ta trái phải chuyển. Ừ. Dùng khẩu qua luôn được rồi. Điểm cho Vĩnh Long 2-2. Chẳng bóng tốt. Để cho cà phê Khánh Thư 3-2. Khoa là bóng tốt. Để cho Vĩnh Long 3-2. Đúng rồi. Để cho cà phê Khánh Thư 4-3. Không được tàu lại. Đừng có cười nữa các Minh. Minh cười hoài. Thích vào quá. Để vậy cho bác. Rồi. Đẹp. Cho Vĩnh Long 4-0. Lôi phát lộ luôn à. Không đều. Nó mày quay lại từ từ thôi. Nghe cái hũ rồi. Trời. Để cho cà phê Khánh Thư 5-4. Hai cái phản công rồi quýnh đội hư không. Hủ quỷ. Không tốt. Đẹp cho Vĩnh Long 5-0. Rồi dùm lên giả vô mở không tao. Đẹp cho cà phê Khánh Thư 6-5. Để cho cà phê Khánh Thư 7-5. Phát xít cao hơn. Để cho cà phê Khánh Thư 8-5. 8-5.
phát bóng không sang lưới. Điểm Lâm sát sát. Đẹp cho cà phê Khánh Thư 9-6. Xung lên bầu. Đẹp cà phê Khánh Thư 10-6. Bốn điểm mà không gì đâu, 5 điểm nó đủ à. Đủ chưa? 16 lần đó. Khoa là bóng tốt. Điểm cho Vĩnh Long 7-10. Điểm cho cà phê Khánh Thư 11-7. Gió ngược á, năng năng cái bánh xíu thôi. Đẹp cho Vĩnh Long 8-11. Đẹp cho cà phê Khánh Thư 12-8. Đẹp cho Vĩnh Long 9-12. Hai cái, hai cái. Một ca vô dây một nhà. Cái kia để còn. Cái kia nó còn. 13-9. Nó bị gãy khúc dưới. Còn xài được. Quá uy lực. Quy đập bóng rất là uy lực luôn rồi. Banh lên tới tập tài. Điểm Vĩnh Long 10-13. Phát bóng rất uy lực của Trường Vũ. 11-13. Ăn điểm trực tiếp. Qua chẳng bóng tốt. 12-13. 12-13. Hay quá anh Phan ơi. Đây. Phá xít. Bóng còn thủ quá tốt. Đẹp cho cà phê Khánh Thư. Một pha dũng bóng của Quý. Dũng bốn tốt. 13-14. Ném dính lưới. Bóng ngoài. Để cho cà phê Khánh Thư 15-13. Hai đội lưới điểm cuối. Khoa. Khoa là bóng tốt. Điểm cho Vĩnh Long 14-15. Lên điện có chuyện để nói rồi nè.
hai cái bạc ti. Sáng chân hai đúng không? Kêu đừng có nhịn. Kết thúc trận đấu. Gặp tới bộ mía rồi rồi. Kết thúc set thứ nhất 1-0 như về chủ nhà. Set 2 giữa anh em câu lạc bộ Phổi Vĩnh Long và chủ nhà Khánh Thư. Set 1 Khánh Thư đánh trước 1-0 nha mọi người. Điểm cho cà phê Khánh Thư 1-0. Bóng còn hòa đậu bóng tốt điểm cho Vĩnh Long 1-1. Điểm cho cà phê Khánh Thư 2-1. Lưới đi cãi hả? Lưới đi cãi. Đó cãi rồi đó Nhu, cãi Nhu. Đúng rồi, hai trái bánh đậu tay rồi. Ừ đó, cãi rồi đó, cãi rồi đó. Không bóng, không được lưới. Phát bóng không được lưới. Điểm cho Vĩnh Long 2-2. Điểm cho cà phê Khánh Thư 3-2. Trắng bóng tốt của bác sĩ. Điểm cho cà phê Khánh Thư 4-2. Điểm cà phê Khánh Thư, ủa điểm cho Vĩnh Long 3-5. Có ai được chạy của iPhone ở ngoài cái bàn lại ngay đây đấy nha. Quá tuyệt vời. Cà phê Khánh Thư 6-3. Bóng còn vũ bóng tốt 4-6. Trời ơi. Điểm cho Vĩnh Long 5-6. Vũ lâu lâu làm hết hồn. Vũ lâu lâu làm hết hồn. Điểm cho Vĩnh Long 6-6. Quá đơn giản như vậy xin. Quả bóng tốt. Điểm cho Vĩnh Long 7-7. Thank you.
Khoa cháu mong tốt. Hết xít là bóng tốt. Điểm cho cà phê cánh tay 8 điều. Nào. Ê, nào. Kẹp. Nhưng mà tiếng này nó đồng với anh thì tiếng này nó chồng rồi. Thôi. Ta bớt tú gì chứ vậy? Sao quá bỏ tốt. Ghê trời. Dạ kia. Dạ lâu cả. Quá bay. Không còn Vũ. Điểm cho Vĩnh Long 9 điểm. Điểm cho Vĩnh Long 10-9. Quá nó lộn xộn có C3 nữa rồi nha. Nó kêu 1-1 giờ nó kêu không được. Hay lắm quá. Ra ngoài. Điểm cho Vĩnh Long 11-9. Chiếu tướng cái kia quýt lại chạy vòng vòng luôn. Quýt chạy cái tự nhiên quýt đưa cho kia lại chiếu tướng cái kia bắt bại lên cái quýt chạy lại luôn. Điểm cho cà phê cánh tay 10-11. Chắc bóng tới không? Điểm 11 đều. Không tốt của cô ấy. Điểm cho Vĩnh Long 12-11. Điểm cho cà phê 12 đều. Điểm cho Vĩnh Long 13-12. Bóng bàn tay. Điểm cho Vĩnh Long 14-12. Không. Nói có C3 là có C3 thấy không? Điểm cho cà phê 13-14. Không có C3. Điểm cho Vĩnh Long 15-15.
13. Bước vào xét đơn. Bóng ngoài. Hai đội qua nhau một đều. Xếp bài giữa Vĩnh Hà Khánh Thư và Phủ Vĩnh Long nha mọi người. Đội em vô. Đội nào? Đấu. Đội ta. Một đội vô nè. Hả? Đội này vô nè. Đội này vô hả? Ờ, vô rồi. Cái mẹ đó, đúng rồi. Quá quy lực. Quá có tiền cũng khác. Ôi, đập bóng tốt. Có vô làm xỉu quá khác ta. Để cái cà phê hai đều. Đi chung nhà. Nhà nào đâu. Mệt. Có xít với chân quắn. Điểm đi Vĩnh Long. 3, 2. Ôi tha ối lại làm xin vậy tôi cười giả luôn. Bóng ngoài. Điểm cho Vĩnh Long 4-2. Bây giờ già chưa giải nghệ nữa hả? Hả? Đến đâu gà già bỏ mùa rồi chứ. Để cho cà phê 3-4. Điểm cho cà phê 4-4. Để cho Vĩnh Long 5-4. Để cho cà phê 5-5. Phú Quý đồng tốt. Để cho Vĩnh Long 6-5. Hai đội đổi xong. Để cho cà phê 6 đều. Bóng tốt của Huy. Điểm cho Vĩnh Long 7-6. Đúng rồi. Đúng rồi.
đúng mấy anh. Để cho cà phê 7 đều. Cái đó người ta gọi là liếm lưới thôi chứ vô độ. Ê chủ nhà ở đây nè. Để phải trắng thua. Để phải quá hay vô vũ. Để cái cà phê bán đều. Bánh qua không bánh đâu, bánh người kiếm hiểm nữa, qua không chịu qua kiếm hiểm chịu. Để cho Vĩnh Long chết tám. Tức ăn nào mà tức ăn tao cá mày nó thề bữa chắc cũng ăn tức ăn vô không quấn là không chơi, tức là thấy phụ quế chơi cho Vĩnh Long 10 đá. Ông qua nổi tay trắng không pha luôn. Điểm cho cà phê 9-10. Để giờ sao? Sao quánh không qua tay trắng không pha? Cà phê 9-10. Điểm 9-10. Điểm 10 đều. Nữ bỏ bóng tốt. Điểm cho điểm mới. Đem Quastra thắng 2-1.